Vâng, xin chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tài Nguyên Đất. Hôm nay thì Thương sẽ giới thiệu top 3 mảnh đất mà cô chú anh chị mình có thể mua để đầu tư cũng như là để làm kinh tế cho gia đình thân yêu của mình nha. Thứ nhất, đây như cô chú anh chị mình có thể thấy đây trên màn hình đây cô chị. Đó, cái mảnh đất này nha cô chị. Mảnh đất đầu tiên này là Thương xin giới thiệu sơ qua cái mảnh đất này nha cô chị. Đó, nó có tổng diện tích là 3 hecta rưỡi, 3 hecta rưỡi. Đó, ở trong bìa hiện tại thì có 2 hecta 2 sổ thôi, còn số còn lại á, số còn lại là đã có trích lục rồi quý chị, là bác chủ sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể làm sổ nhé. Đó, bác chủ sẽ hỗ trợ chúng ta làm sổ, và dĩ nhiên thì cái tiền mà chúng ta làm sổ ấy thì bên bên khách chịu nhá, các chủ không có bao cái tiền làm sổ nha cả nhà. Đó, còn một hecta ba nữa, một hecta ba nữa là các chủ không có bao tiền làm sổ nha. Đó, nói rõ cho mọi người biết để cho nó dễ nha cả nhà. Đó thì cái mảnh đất này này, nói chung là cái thế đất nó rất là thoải thoải từ trên xuống dưới, thoải một mặt nha các chị, thoải từ trên xuống dưới, mà cái nguồn nước khá là dồi dào. Trên đất thì đã có nhà và dòng điện đã kéo qua đất của mình rồi. Đó, kéo qua đất của mình rồi, và chúng ta có thể kéo điện bất cứ lúc nào, hoặc chúng ta có thể xài năng lượng cũng được, không vấn đề gì nha quý chị. Đó, thì hiện tại trên đất thì trồng kín hết điều quý chị. Đó, trồng kín hết điều, và cái điều đấy, điều thì đã cho thu hoạch rất là mạnh rồi quý chị. Đấy, điều đã cho thu hoạch rất là mạnh rồi, và nguồn nước tưới dồi dào nhá. Mặc dù là điều thì không cần nước tưới đâu, nhưng mà dưới cuối đất của mình đã có sẵn cái hồ rồi, nên là thoải mái cơ chị. Ô mặt đường cũng khá dài nha, đất này ô mặt đường khá dài, cũng tầm 200 hơn 200 mét mặt tiền đường đất nha cơ chị. Đấy, ô tầm hơn 200 mét mặt tiền đường đất, và cách đường bê tông tầm hơn cây số một xíu thôi cơ chị. Đó, tầm hơn cây số một xíu thôi, cách đường bê tông nha. Thì cái mảnh đất này hiện tại bác chủ đang bán với cái giá là 1 tỷ 1, vẫn đang còn thương lượng nha quý chị. Đó, nguyên một mảnh đất 3 hecta rưỡi, bác chủ bán với cái giá là 1 tỷ 1, vẫn đang còn thương lượng nha. Mọi người bấm vào đây này, đó, mọi người bấm vào trong cái video này để mình có thể tham khảo nha quý chị. Đó, thì bây giờ là Thương sẽ sang cái lô đất tiếp theo nha cả nhà. Đấy, cái lô đất thứ hai mà Thương muốn giới thiệu cho cả nhà là lô đất 1 hecta 6 nha quý chị. 1 hecta 6 mà giá bán chỉ có 500 triệu thôi. Đấy, cái lô này thì thích hợp làm kinh tế cũng như là mình đầu tư cũng được nha cả nhà. Lô đất này thì thẳng với mọi người là nó chưa sổ đâu cả nhà. Chưa sổ nhưng mà đã đo đạc rồi. Đợt vừa rồi nhà nước đã đo đạc nguyên một cái khu vực quý chị. Đấy, nguyên một cái khu vực rồi, và đang tiến hành để hoàn tất hồ sơ để làm sổ nha quý chị. Đấy, đang tiến hành để hoàn tất hồ sơ để làm sổ. Và cái lô đất này nó chỉ cách đường nhựa tầm 400 mét thôi quý chị. Đó, cách đường nhựa tầm 400 mét thôi. Nói chung là nó cũng không xa quý chị. Đấy, nó cách đường điện thì nói chung là cách đường điện thì nó tầm đường điện chính ấy, thì nó làm tầm 4 cây rưỡi số. Nói chung là nó hơi hơi xa điện một xíu quý chị. Đấy, nó hơi xa điện một xíu. Cách trường học, khu dân cư buôn bán thì nó nằm tầm 5 cây rưỡi số nha. Đấy, và cách tỉnh lộ 681, cách tỉnh lộ lớn ấy, tỉnh lộ ở phía ngoài ấy, thì nó nằm tầm 9 km các quý chị. Đấy, 9 km thì mọi người tham khảo, mọi người tham khảo thì có thể đây bấm vào cái video này quý chị, bấm vào cái video này thì mọi người sẽ tham khảo được nha. Đó, này có một cái video trên đây, thường thường đặt cái video ở đây cho mọi người có thể tham khảo cái video này, và hoặc là tìm cái video này ở trên kênh của Thương thì sẽ thấy nha. Đó, thì mọi người xem nó sẽ chi tiết hơn nha cả nhà. Đó, còn cái lô đất thứ ba, lô đất thứ ba thì cũng gần mảnh đất này luôn. Đó, Thương nói thẳng là nó cũng gần, rất là gần mảnh đất này thôi, cách mảnh đất này chỉ một tầm 100 mét thôi quý chị, tầm 100 mét thôi, cũng 1 hecta 4, 1 hecta 4 điều đông đặc luôn quý chị, điều đang cho thu mạnh nhé. Hiện tại thì bác chủ đang bán với cái giá là
cũng 500 triệu vẫn đang còn thương lượng với đấy. Đó, 500 triệu vẫn đang còn thương lượng. Cái lô 1 hecta 6 thì bà chủ bán với giá là 500 triệu không thương lượng nha quý vị, không thương lượng. Đó, còn cái lô 1 hecta 4 này, đây, cái lô 1 hecta 4 này này thì bà chủ đang bán với cái giá là 500 triệu vẫn đang còn thương lượng. Tại vì sao vẫn đang còn thương lượng thì Phương sẽ giải thích cái vấn đề này. Đó, nó có một cái nhược điểm là cái nguồn nước xa nha quý vị, nguồn nước xa và hiện tại thì không có chỗ bốc hồ. Đó, cho nên là nó có một cái đặc điểm và nó bất lợi, nói thẳng là bất lợi. Nếu mà mình tưới suối thì nó cũng xa tầm 200 m cho quý vị, 200 m để xuống dưới suối nha, 200 m xuống dưới suối, và chúng ta phải đàm phán cái nguồn nước, nghĩa là mình sẽ nhờ đường ống qua đất của người khác cho quý vị. Đấy, nó có những cái bất cập như vậy, nhưng mà giá thì cũng khá là ok quý vị, giá thì khá rẻ, nói chung là mình làm kinh tế thì vẫn vẫn được nha quý vị. Đó thì thường nói sơ qua ba cái mảnh đất này, nếu như cô chú anh chị mình thấy cái mảnh đất nào mà phù hợp với kinh tế cũng như là phù hợp với cái nhu cầu của mọi người thì mọi người có thể bấm vào những cái video này. Đấy, mình sẽ bấm vào những cái video này để mình có thể xem chi tiết cái mảnh đất hơn nhá. Đó, ở trong đấy, trong những cái video đấy thì Thương đã nói rất là kỹ rồi, nói rất là kỹ rồi, cộng thêm những cái hình ảnh thì nó sẽ thực tế hơn nha cả nhà. Đó thì Thương tổng hợp ba cái video như thế này để cho mọi người tham khảo nha. Đó thì xin chúc cho mọi người sẽ tìm kiếm được những cái mảnh đất như mình mong muốn, và xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Thương nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.